Xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay tôi rất, rất vui, quý vị biết vì sao chưa ạ? Trước hết chúng ta cùng xem ngôn lời ở giang đoạn 6. Giang đoạn 6, từ câu 1. Quý vị tìm được rồi, tôi xin đọc. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilee là biển Tiberias một đoàn dân đông theo ngài vì từng thấy các phép lạ ngài làm cho những kẻ bệnh. nhưng đức chúa giêsu lên trên núi ngồi đó với môn đồ và lễ vượt qua là lễ của dân Juda gần tới. đức chúa giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình bèn phán với philip rằng chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. ngài phán điều đó đặng thử philip, chớ ngài đã biết điều ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng 200 đơn ni bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là anh rê em của Simon Pierre thưa rằng đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá, nhưng đông người rừng này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bén phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Vâng, tôi xin đọc đến câu 13. Thưa quý vị, Đăng đoạn 6 kê, là câu chuyện Chúa giê lấy 5, 5 cái bánh mảnh mình nha và hai con cá cho 5.000 người ăn. Đây có thể được gọi là phép lạ, phải không ạ? Thế nhưng một điều hay ở đây đấy là những sự việc xảy ra trong Kinh Thánh không chỉ kết thúc là những sự việc trong Kinh Thánh mà những sự việc kỳ diệu trong Kinh Thánh cũng xảy ra trên đời sống của chúng ta. Nếu như qua những ngôn lời này của Chúa quý vị có thể có được đức tin thì trên đời sống của quý vị trong hoàn cảnh có 5 cái bánh và hai con cá quý vị cũng có thể thấy được phép lạ cho 5.000 người ăn. Vì vậy mà Tất cả những gì Chúa Giêsu ghi chép trong Kinh Thánh cũng chứa định tấm lòng muốn làm việc trên đời sống của chúng ta, của Chúa. Khi chúng ta đứng trước ngôi lời, thì chúng ta cũng phải có tấm lòng rằng Chúa cũng sẽ có thể làm việc trên đời sống của mình như thế này. Năm 2008, tôi đã đến Mỹ để hầu việc Chúa tại Mỹ. Không biết là quý vị khi nhắc đến Mỹ thì sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Vào thời điểm tôi đến Mỹ thì hội thánh ở Mỹ hầu hết là những người Hàn Quốc đang sinh sống ở Mỹ sinh hoạt hội thánh. Mông Sư Park thì không hẳn bảo, hẳn bảo chúng tôi rằng là đừng có truyền đạo cho người Hàn mục Quốc. Thì, Nhưng mà mục, mục sư muốn chúng, người người chúng tôi đang người ở Mỹ thì phải giảng tiết lành mạnh mẽ cho những người Mỹ. Thế nên, Mục sư Lim Minh Choi năm 2005 hay 2006 gì đó, tôi không nhớ. Lúc đó, Mục sư đã tổ chức nhóm truyền giảng tại Medicine Scare đó là một địa điểm biểu tượng của New York. Nếu là những người dân sống ở New York và sống ở Mỹ thì họ phải biết cái Madison Square nổi tiếng đó. Khi tổ chức nhóm truyền giảng thì chúng tôi ra đường truyền đạo. Quý vị khi ra ngoài đường có ai đó phát tờ rơi thì có lấy không ạ? Tôi thì lấy hết. Tôi thì không đi hộp đêm các thứ, nhưng mà nhưng mà những tờ rơi kiểu tài bệnh tài nam khoa rồi. tôi nhận hết. <laughs> Bởi vì tôi không phải lấy về để gọi điện. Bởi vì tôi đã từng đi phát tờ rơi rồi. Khi phát tờ rơi, mà có người lấy cho thì rất là cảm ơn thế nên tôi nghĩ đến tấm lòng của người phát tờ rơi nên ai phát thì tôi cũng lấy hết bây giờ khi mà đi ra ngoài đường có ai phát tờ rơi dù có phải rẽ sang bên kia đường để lấy thì tôi cũng lấy những cái tờ đấy về mặc dù là nó chủ đề linh tinh nhưng mà tôi dù có phải vứt vào trong thùng rác như quý vị cũng biết người mỹ rất là kiêu ngạo nên khi mà phát tờ rơi thì người ta không lấy khi mà phát cho 20 người thì chưa chắc đã có một người lấy. Nên quý vị, nếu mà có ai phát tờ rơi thì cũng phải lấy nhá. Dù mình không có đọc, người ta phải phát xong thì mới được về nhà nghỉ mà. Người ta phát mình không lấy thì khi mình phát người ta không lấy thì cũng không thể nào mà nói gì người ta được. Nhưng người Mỹ thì họ không lấy tờ rơi. Và dù có lấy, thì cũng rất là hiếm người đọc cái tờ đấy để mà đến nhóm truyền giảng. Nên khi mà phát tờ rơi, thì tôi cứ có tấm lòng là liệu họ có đến hay không. Khi mà đến châu Phi, chuyện này cũng lâu rồi. Lúc đấy, một sư bác đến Ghana. Thời đó thì hội thánh ở Ghana mới thành lập. Mục sư đến Ghana, tổ chức nhóm truyền giảng vào buổi tối, còn ban ngày thì không có việc gì mấy. Mục sư bảo chúng ta đi ra ngoài truyền đạo đi, đi ra ngoài đường. Thế là mục sư được cả giàn nập sướng Krasat ra ngoài đường cái, rồi giàn nập sướng cũng biểu diễn. Giống như khi biểu diễn siếc thì có một con khỉ ngửa cái mũ xin người ta tiền, thì chúng tôi cũng cầm tờ rơi đi ra chê cho người ta những người châu Phi thì người ta lấy hết có những người còn đến để xin nữa tôi không biết hôm đấy chúng tôi hơi thiếu tờ rơi những ngày hôm đó khi nhìn thấy cảnh đó thì tôi cảm thấy rất là ghen tị New York thì Mời cũng Africa không ai lấy, nhưng mà được. châu Phi thì người ta lấy hết. Khi mà tổ chức một chương trình, ở châu Phi cũng có đông người đến nữa. Khi nhìn những cảnh đó, khi quay trở về New York thì Chúa ơi, những người châu Phi, Chúa cho đông người đến như thế mà, sao ở Mỹ, sao lại tôi như thế này chỗ phải làm thế nào cho con với chứ ừ. thế tôi là Thế là tôi đã nghiên cứu rất nhiều cách làm thế nào để mời nhiều người đến nhóm truyền giảng cách để có thể mời nhiều người đến nhóm truyền giảng ấy là sự thay đổi của chúng ta tôi đã dùng đủ mọi cách Chúng tôi cũng phát tờ rơi, cũng quảng cáo. Có người bảo tôi, khi mà bước vào trong phòng nhóm, bước vào phòng nhóm thì nhìn thấy cái gì đầu tiên ạ? À? Nhìn vào sân khấu đầu tiên đúng không ạ? Cái sân khấu này khá là đắt. Còn những cái đấy thì trông rất là ngầu. Có người bảo tôi. Nhóm đại truyền giảng của chúng ta sân khấu bởi xấu vì quá bởi vì phía sau sân khấu thì làm bằng băng rôn. Mục sư ở các hội thành khác bởi vì là sân khấu lớn nên phía bên trong thì họ để rất là nhiều đạo cụ kể cả là những cái gậy rất lớn. Thế nên khi người ta vừa mới bước vào người ta nhìn vào sân khấu thì thấy nó rất là tồi tàn. Thế nên tôi suy nghĩ là phải làm sân khấu thật đẹp thì người ta mới đến. Tôi thì rất là đơn giản. Tôi thấy, à đúng thật. Tôi suy nghĩ, ai là người có thể làm được điều này? Ở Atlanta, có một anh em là họa sĩ. Họa sĩ thì cũng có những người là họa sĩ chính thống và cũng có những người vẽ xong thì người ta xem không hiểu là vẽ cái gì. Còn những bức tranh thì trông như kiểu là chụp ảnh lại. Còn những họa sĩ như thế, nhưng mà có những người thì vẽ xong thì ở hội thánh tôi cũng có một chị em là họa sĩ. Tôi giảng tin lành chị em nhận sự cứu thì chị em đã tặng tôi một bức tranh của chị em. Vì chị em nên tôi mới treo trong phòng thôi. Chứ tôi thấy tôi lấy chân vẽ còn đẹp hơn. Đây là do tôi vô học, đúng không ạ? bức tranh này đẹp nhờ. Đẹp ở cái chỗ nào vậy? thế anh em đó không phải là những họa sĩ bình thường mà là một họa sĩ rất độc lạ như nói là có anh em họa sĩ nên tôi bảo anh em là anh em ơi giúp chúng tôi đi Sao bây giờ mục sư mới đến tìm gặp tôi tôi đã nghiên cứu vấn đề này từ rất lâu rồi À, Chúa cho gặp như thế này. Anh chị em nghe có thấy bất an không ạ? À? Khi đấy tôi suy nghĩ là À, Chúa đã cho gặp được như thế này đây. Tôi hỏi anh em có ý tưởng gì không? Mục sư từ lâu trong lòng tôi tôi đã có ý tưởng hết rồi. Ôi, anh em ơi, hãy giúp chúng tôi đi. Tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Thế là anh em đến New York anh em bảo tôi là mua cho một cái chảo sắt họa sĩ sao lại đòi chảo sắt anh em dùng chảo sắt để hàn lại làm ra một quyển kinh thánh quyển kinh thánh đấy to bằng chắc là khoảng 2 phần 3 cái màn hình này quyển kinh thánh rất to cái hình ảnh kinh thánh mở ra như thế này này <laughs> anh em làm một <laughs> cái nế rồi một quyển kinh thánh <laughs> rất to bên trên Xong rồi anh em viết chữ Pastor Oxupak bằng sắt hàn lại đặt lên trên quyển kinh thánh đấy. Anh em làm thế này có được không? Ôi mục sư chỉ cần cho lên sân khấu thôi. Nhìn ở đây rất là khác so với lúc cho lên sân khấu. À ừ, sân khấu thì khác chứ. Bởi vì là họa sĩ nói, tôi thì chẳng biết gì về mỹ thuật, nên anh em làm cái đấy. Xong rồi. Ở trên sân khấu thì anh em làm rất là nhiều que sắt cho nó chọc lên trên rất là nhọn ở phía cuối thì cho một cái kẹp hàn hết tất cả kẹp lại tôi hỏi anh em làm gì đây khi truyền đạo thì chúng ta phát cho người ta cuốn sách nhỏ phải không ạ à? thì anh em kẹp hết tất cả cuốn sách nhỏ vào đấy Phía đằng sau thì có kinh thánh, xong rồi đằng này thì có bục giảng, bục giảng thì ở chính giữa sân khấu, còn phía trước thì có hơn một trăm cái cuốn sách đấy. Chúng tôi làm một cái bục thật to để những cái quay sát chọc lên, xong rồi cho kẹp vào, kẹp những cuốn sách to bằng khoảng bàn tay, khi mà nó mở ra thì như là những con chim. Giống như thể những con chim đang giao giả những ngôi lời này. Anh em nói với tôi rằng, Mục Sư ơi, đây là ý nghĩa. Những ngôi lời kinh thánh chảy qua Mục Sư Bao Su. Sau đấy thì qua những cuốn sách nhỏ này mà lan tỏa tới tất cả mọi người anh em bảo vẫn còn một cái nữa đây mới là quan trọng nhất Gì vậy Chúng ta hãy làm một cái ao ở đây một cái ao ở phía trước bục giảng. anh em đã làm thật Xong rồi, cái ao đấy sẽ chảy nước từ trên bục giảng xuống chảy hết xuống tí cuối hội trưởng thực sự nó rất là tốn kém chúng tôi phải xây gạch rồi làm chống thấm sau đấy thì đổ nước vào nữa nó tốn rất là nhiều nước đổ đầy nước sau đấy thì dùng motor để bơm nước chảy liên tục xưa ơi, ngôi lời là nước mà những ngôi lời từ trong kinh thánh này truyền qua một sư pak su trở thành nước chảy vào chính giữa mục sư ơi, người ta mà nhìn vào đây người ta sẽ phải rơi nước mắt ngay thế là tôi đã làm như vậy khi mục sư đến thì tôi rất muốn cho mục sư xem càng sớm càng tốt không cần phải giải thích mục sư cũng hiểu được hết mục sư chỉ cần nhìn vào a à, ngôn lời trở thành nước. À, ai nghĩ ra điều này vậy? Tôi đang không biết nên bảo mình nghĩ ra hay là anh em nghĩ ra. Nhưng mà mục sư vừa nhìn thấy thì ai bày ra mấy cái này? Cái gì thế này? Đây là trò đua. Nhóm chưa rằng là trò đua. Thế là tôi bảo, mục sư ơi, đây không phải là đùa. Tôi mới giải thích. Ngôi lời chảy xuống. Mục sư cũng chả thèm nghe. Dẹp ngay! những cái que sắt mà chúng tôi cắm vào quyển sách thì chúng tôi có thể nhổ lên được nhưng mà quyển kinh thánh thì không thể nào mà bỏ đi được bởi vì nó nặng quá bởi vì là dùng chảo sắt làm một cái quyển sách to bằng 2 phần 3 cái màn led này đặt ở phía sau mục sư bảo là dẹp đi nhưng mà chúng tôi không dẹp được nên là chúng tôi không bỏ đi được dẹp cái chỗ nước này đi nhưng mà nước chúng tôi cũng không thể nào mà dọn ngay đi được bởi vì là chỉ còn một tiếng nữa là để nhóm chưa giảng không thể nào mà bỏ đi được. Nên tôi bảo một sư là không làm được ạ. Thế là các một sư khác cũng đến. Này, cháu nghĩ cái gì đấy Cháu đã bao giờ thấy hội thánh chúng ta làm mấy cái này chưa? Dạ, cháu chưa. Thế sao lại bày ra mấy cái này? Tôi thì muốn giải thích hết, nhưng mà nó quá là phức tạp. Nên tôi chỉ... Vâng, cháu xin lỗi. Vâng, cháu xin lỗi. Chuẩn bị nhóm chuyên giảng mà làm mấy cái việc vớ va vớ vẩn. Tôi thấy rất là buồn. Chúng tôi cho nước chảy thì dùng cái motor bơm nước nhưng mà chúng tôi mua lại rẻ tiền quá nên trong suốt cả giờ nhóm nó cứ kêu Tính bên cạnh. Tôi cảm thấy muốn phát điên lên được bởi vì cái tiếng đấy tôi cũng không thể nào mà đi tắt được. Một sư khi giảng thì rất là nhạy cảm với những cái thứ tiếng đấy. Nước thì nó phải chảy. Quý vị có biết cái tiếng motor nó rất là nhỏ nhưng mà nó khiến người ta rất là ngứa tai. Thế là nhóm xong một cái một sư bảo dẹp ngay. À không, một sư bảo là tắt ngay. Thế là tôi tắt cái máy bơm nước không chảy nữa người ta bảo sao ở đây lại ướt thế này sao lại có nước ở đây đến ngày thứ hai nhóm buổi sáng xong thì một sư bảo rằng phải tìm mọi cách để dẹp cái ao này đi thế là tất cả các tôi tớ chúng tôi vào múc hết nước ra cái con đường chúng tôi làm ở chính giữa đã xây gạch và làm chống thấm hết rồi chúng tôi cũng phải dỡ hết đi còn quyển kinh thánh thì không thể nào lấy đi được, bởi vì nó quá là nặng và chúng tôi không thể nào làm được, nên chúng tôi bảo rằng mục sư ơi, ở quyển kinh thánh có tên mục sư, đằng nào thì người ta cũng phải biết tên của mục sư là gì, nên tôi đã được phép để lại cuốn kinh thánh đó. Kết thúc rồi, tôi nhìn vào quyển kinh thánh bằng sắt thì thấy rất là thê thảm. Mình đã dùng mọi cách. Mình chỉ muốn làm thế nào để người ta đến đông hơn, mở lòng nhiều hơn. Một sư có thể nói là, này, con đã vất vả rồi, nhưng mà cái này nó không hợp đâu. Nhưng một sư lại mắng là, tinh thần thối nát. Tôi cứ bị mắng suốt cả tuần. Xếp ngay quyền kinh thánh cái đi. Nhưng mà ở Mỹ thì không có chỗ nào để vứt thế là anh em Atlanta mới xin tôi quyền kinh thánh đó, tôi bảo anh em mang về ngay. thưa quý vị. khi mà đi đến châu phi, thì đức chúa trời, cho rất nhiều người có tấm lòng thấp nghe được tin lành. nhưng không phải là tôi để quyền kinh thánh ở đấy thì người ta đến đông. trong lòng tôi nghĩ rằng chúa ơi. Chúa đã sai con đến Mỹ. Ở nước Mỹ thì có nhiều người, nhưng mà nơi này như thể là nơi hoang địa của tiên lành. Chỉ có lèo tèo vài người. Chúa ơi, thật là bất công quá. Tôi đã mang tấm lòng này rất là lâu. Nó chỉ là một phần thôi. Một hôm, một sư bảo tôi là hãy tổ chức Christmas Cantata tôi cũng đã làm chứng nhiều với quý vị rồi. Khi mà tổ chức cantata, thì cũng có rất là nhiều việc khó khăn. Có một lần, có mục sư Sung ở Miami, bây giờ thì mục sư ở Manhattan, đã tổ chức cantata ở đó một lần. Lần đó là tổ chức ở hội trường 900 chỗ nhưng mà thiếu chỗ. Nên tôi bảo rằng lần sau thì hãy tổ chức ở nơi nào lớn hơn thế là lần sau, một sư sông thuê một chỗ 2.500 chỗ. Hơn 900 chỗ một chút thì làm gì đến 2.500, phải không ạ? À? Này, 2.500 chỗ có to quá không vậy? Mục sư ơi, tôi muốn làm ở đức tin. thế là tôi không biết nói gì nữa. Ừ, làm bằng đức tin cũng tốt, nhưng mà Mục sư phải chịu trách nhiệm đấy nhá Nên là bên đó họ đã tổ chức như vậy. Chúa đã cho rất nhiều người đến. Lần sau thì lại gọi điện đến cho tôi bảo rằng, Mục sư ơi, lần này Tôi sẽ thuê một chỗ to hơn năm ngoái. À, to hơn à? ở ừ, được. Bao nhiêu chỗ? 4.500 chỗ ạ. Tôi bảo, này, là một lần được, hai lần được thì tưởng là lúc nào cũng được mãi à? <laughs> Thật ra là tôi phải lấy đức tin thông công cho Nhưng mà bởi vì nó liên quan đến sự sống Nên một sư sông bảo tôi rằng Mục sư ơi Tôi muốn tổ chức hai lần 4.500 mà làm hai lần Thì là bao nhiêu chỗ tất cả Tôi bảo này bị điên à Có bị điên không đấy Có đang tỉnh táo không đấy Mục sư ơi Tôi muốn làm bằng đức tin Nhưng mà ngày hôm đó nếu như mà biểu diễn hai lần ngày thường thì rất là khó tổ chức hai lần cuối tuần thì cũng có thể được nhưng mà ngày tổ chức lại là thứ sáu thứ sáu thì ở hàn quốc cũng là ngày tắc đường nhất nếu như mà tổ chức hai lần thì vào thứ sáu có được không nhưng mà một rơi tôi muốn trông cậy chúa bởi đức tin dù có thất bại thì tôi cũng muốn làm này nếu mà thất bại thì anh em chỉ bị mắng ít thôi còn tôi mới là người bị mắng nhiều nhiều. không biết à ôi Mục sư ơi Mục sư Bóc bảo rằng sao chúa lại làm cho thất bại chúa không bao giờ làm cho thất bại đâu cứ nói đức tin với tôi này nhưng mà Cantata là hiện thực đừng có nói đức tin mãi nhưng mà cứ nói kiểu đấy thì tôi cũng không biết nói gì nữa rồi tôi cũng đồng ý sau đấy tôi bảo này nhưng mà phải làm cho người ta đến ngồi hết chỗ đấy nhá bởi vì, thưa quý vị, có 3.000 người đến, quý vị thử nghĩ mà xem. 3.000 là đông rồi, phải không ạ? À? Nếu mà có 3.000 ghế, mà có 3.000 người thì là đầy, đúng không ạ? Nhưng mà hội trường 10.000 chỗ lại chỉ có 3.000 người đến thì nó sẽ rất là trống. Quan trọng không phải là đông người đến, mà quan trọng là đầy bao nhiêu phần trăm. Này, nếu khi nào thay đổi tấm lòng thì liên lạc ngay với tôi đấy nhá. Tôi dặn như thế. Tôi nói luôn kết quả. Buổi biểu diễn buổi chiều thì có 3.500 người đến, nghĩa là khá đông rồi phải không ạ? À? Còn buổi tối thì là kín hết chỗ, nghĩa là tất cả 8.000 người đã đến. Hội thánh Miami thì có chưa đến 20 tín đồ. Sau này một sư sung làm chứng rằng sau khi cúp máy thì tấm lòng rất là khó khăn, tấm lòng cũng bị lay động rất nhiều. Tôi thì không thể dẫn dắt được, mà tôi cứ hay làm cho người ta phải bị lung lay. Này, nếu mà lung lay thì bỏ cuộc đi, chúng mình phải sống với nhau chứ. Nhưng mà, Mục sư làm chứng rằng khi phát tờ rơi thì cũng không có tác dụng mấy, nên ban đầu thì tấm lòng rất là khó khăn. Nhưng mà sau đấy khi kể với một mục sư thì mục sư đấy nghe xong bảo rằng à tốt quá. Tuần này ở giáo phái chúng tôi có chương trình nhóm của các mục sư. Mục sư hãy sang bên đó, tôi sẽ cho thời gian đến mà giới thiệu. Mục sư sông cũng rất là mừng. Nên khi đến thì mục sư Song cũng chuẩn bị rất kỹ càng, chuẩn bị ảnh, rồi bao và lên giới thiệu rồi. Nhưng mà người ta phản ứng rất là lạnh nhạt. Thế là mục sư Song rất là thất vọng. À nhóm của các mục sư mà họ lại không có phản ứng gì thế này, mình phải làm sao đây? thế rồi mục sư sung ngồi xuống đầu thì cuối cùng người ta vẫn tiếp tục cái buổi họp của người ta sau đấy thì tự nhiên có một mục sư lên đang nói cái gì đấy thì bảo rằng a à, cái chương trình katata mà lúc nãy mục sư người hàn quốc lên đây giới thiệu đấy thì năm ngoái tôi đã đi rồi quý vị phải đi với hết tất cả tín đồ hội thánh mình chương trình rất là tuyệt vời đột nhiên Mọi người bắt đầu quan tâm nhiệt tình rồi họ đến với mục sư sung bảo rằng này chương trình đấy hai đấy mục sư hãy đến hội thánh tôi giới thiệu đi từ khi đấy mục sư sung đi khắp các hội thánh giới thiệu về chương trình cantata rồi cũng giảng ngồi lời là có khi mục sư đi đến những hội thánh rồi vừa giới thiệu cantata vừa giảng tin lành lúc đấy thầy Chê Yohan, mục sư Chê Yohan bị bọ cặp cắn ấy ạ vừa mới được sai phái đến mỹ vẫn chưa quyết định là sẽ được sai phái đến hội thánh nào đúng lúc đấy thì tôi lại cho đi đến miami hai người đi cùng với nhau thì rất là hợp bởi vì một người lên làm chứng một người lên giảng ngôi lời lời làm chứng về bọ cặp thì rất là có tầm ảnh hưởng phải không ạ khi mà tôi nghe thì tôi thấy là lúc đấy một sư Han suýt phải cắt bỏ chân nhưng mà vẫn lấy máy ra để chụp cái chân thì tôi thấy giỏi thật cái vấn đề là bây giờ không biết có phải cắt chân hay không chân hay sống nhưng mà lại đi chụp ảnh để lại kỷ niệm thì đúng là quá giỏi một sư Han lên làm chứng thì tất cả mọi người đều rất là phấn khích Thế rồi một sư sung lên chia sẻ giới thiệu Vậy về Cantata. Một hôm khi đang tổ chức ở một hội thánh nào đấy thì có một người đến nói rằng tôi là biên tập viên của đài phát thanh. Những lời làm chứng, bài giảng và giới thiệu về Cantata này quá là tuyệt vời. Các anh có thể đến đài phát thanh của tôi vừa làm chứng vừa giảng giống y như hôm nay và giới thiệu cả chương trình nữa là được hay không? Thì họ trả lời là được. Thế rồi họ đến đài phát thanh sau đấy họ cũng đến làm chứng hết từ đầu đến cuối rồi cũng giảng ngắn và giới thiệu Katata sẽ được tổ chức ở đâu từ khi đấy thì bắt đầu điện thoại nổ tung hãy đến hội thánh của tôi làm chứng được không hãy đến hội thánh của tôi mà giới thiệu hãy đến hội thánh của tôi và sau đấy Đức Chúa Trời đã cho 8.000 người đến sự việc đó trở thành một cột mốc đối với chúng tôi. Bởi vì trước đấy, chúng tôi chỉ có một cái giới hạn là 1.500 chỗ, 2.000 chỗ, hay là 2.500 chỗ. Chúng tôi chỉ giới hạn ở trong đấy thôi, mà bất an không bao giờ dám vượt qua khỏi con số đấy. Nếu mình làm lớn hơn, rồi người ta không đến đủ. Tức vị nếu 1.500 người đến hội trường 2.000 chỗ, với cả 2.000 người đến hội trường 4.000 chỗ, ban đầu thì cảm giác như là 2.000 người thì là đông hơn. Nhưng mà trải qua cái sự việc của một sư xung thì các tôi tới ở Mỹ, bảo rằng này, Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta đông người hơn. Nên từ khi đấy chúng tôi bắt đầu nâng cái giới hạn của mình lên. Đấy thực sự là một cột mốc đối với chúng tôi. Trước đấy thì chúng tôi chỉ có 2.000, 2.500, 1.500. Nhưng bắt đầu thì chúng tôi tăng lên đến 3.000 chỗ, 5.000 chỗ, 7.000 chỗ, 10.000 chỗ nữa ban đầu chúng tôi không biết quảng cáo như thế nào nên chúng tôi thì cứ phát tờ rơi ngoài đường thế nên ai phát tờ rơi tôi cũng lấy hết tờ rơi thì mặc dù có đẹp có tốt đến mấy người ta cũng không lấy đưa cho quyển sách nhỏ người ta cũng không lấy ngày xưa ở hàn quốc thì chúng ta cũng thường xuyên phát tờ rơi ngoài đường phải không ạ ngoài cách đấy chúng ta không biết cách nào nên cứ làm mỗi cách đấy thôi nhưng đến một lúc chúng tôi nhận ra rằng mình cứ phát tờ rơi như này không được vậy bây giờ phải làm sao khi mà đưa người ta người ta không lấy thì chúng tôi suy nghĩ rằng thế thì mình gửi đến tận nhà cho người ta là được nhưng mà ở mỹ người ta gọi là thư giác ở nhà tôi có thư gửi đến nhưng mà những cái thư quảng cáo khi mà lôi ra khỏi cái thùng thư, chúng tôi sẽ cho luôn vào trong thùng rác. Thế nên, người ta cũng vứt thư của chúng tôi đi. Vậy thì có cách nào để người ta không vứt thư của mình đi? Thế là lúc đó có một ai đó đã đưa ra ý tưởng. Chúng ta hãy viết chữ bằng tay đi. Dùng tay viết chữ là Dear Neighbor, có nghĩa là gửi người hàng xóm của tôi viết bằng tiếng Anh như vậy thì sao? Khi mà người ta đọc thì thấy, cái gì vậy? Bình thường thì toàn là bản in thôi, nhưng mà lại có một cái lá thư viết tay thì người ta sẽ quan tâm. Người ta không bỏ đi, người ta mở ra thì đã là thành công rồi. Thưa quý vị, viết cái lá thư đấy, nếu mà viết 100 lá thì không sao. Nhưng mà đơn vị là tới 100 ngàn lá thư tôi gọi tất cả những đứa trẻ con ở hội thánh tôi đến và thời gian chúng tôi viết là khi nào chỉ được viết vào nhóm thờ phượng buổi sáng chủ nhật còn nhóm buổi chiều thì chúng tôi xếp lại tất cả bàn ghế hội thánh căng nam thì hơi khó bởi vì cái ghế này nó cố định rồi nhưng mà chúng tôi thì xếp bàn ghế phía trên thì một người lên giảng ngôi lời nghe bài giảng chỉ cần nghe bằng tay thôi không cần nghe bằng tay thế nên tay thì tôi không biết là nghe được bao nhiêu nhưng mà tay thì cứ viết như một cái máy là gửi người hàng xóm gửi người hàng xóm tôi gọi cả những đứa trẻ con đến viết sẵn lên bảng này các cháu vẽ vào đây thế là những đứa học cấp 1 cũng đến viết hết khi chúng tôi gửi những lá thư gửi người hàng xóm như vậy thì bắt đầu có hiệu quả người ta thực sự đã xem đã mở ra trong đấy chúng tôi vừa để một lá thư để một tờ vé và cũng cho cả khung chương trình vào nữa chúng tôi đã quảng cáo qua cách viết thư như vậy và đức trời cũng chỉ cho chúng tôi một cách nữa này đừng chỉ làm như vậy không thôi còn những người quản lý không chỉ một trường học mà quản lý cùng một lúc nhiều trường học người ta gọi là ban giám hiệu chúng tôi đến gặp những người đó bảo rằng đây là một chương trình dành cho gia đình rất hay chúng tôi có thể cho các học sinh được không nếu như mà ban giám hiệu họ đồng ý thì chúng tôi có thể gửi thư cho tất cả các phụ huynh thuộc các trường học trực thuộc. Tính ra là phải được mấy ngàn. Một người mạnh khỏe thì một ngày có thể gửi được 800 lá thư. Mỗi ngày mấy ngàn lá thư. Chúng tôi cũng có thêm cách đó. Nghĩa là chúng tôi liên tục có thêm những cách mới. Và sau đấy, chúng tôi đã gặp các mục sư CLF. Khi gặp các mục sư CLF, thì tất nhiên là chúng tôi cũng gửi thư. Nhưng mà chúng tôi gặp các mục sư CLF, rồi tấn công các mục sư. Chúng tôi giới thiệu cho các mục sư. Nếu 10 mục sư, mỗi người dẫn đến 10 người thì là thành 100 người. 100 mục sư, mỗi người dẫn đến 100 người thì là 10 10.000 người, người, 10 người. 100 mục sư, mỗi người dẫn đến 10 người thì là 1.000 người. Chúng ta hãy làm cách này. Nên dạo gần đây chúng tôi vừa viết thư, vừa gửi thư và các hòm thư gia đình, rồi cũng tấn công các mục sư CLF. Và cứ làm CLF, thì các mục sư càng ngày càng đông. Các mục sư đến Katata càng ngày càng đông, thì công việc càng ngày càng dễ hay càng ngày càng khó ạ? Càng ngày càng dễ ạ thế rồi có một người nhìn thấy cái cách chúng tôi viết thư tay để quảng cáo như vậy thì họ mới gọi điện đến người đó đến từ công ty quảng cáo bảo rằng cái cách này quá là nguyên thủy người đó cũng quá là bó tay cái thời nay ai mà đi viết thư tay rồi gửi từng nhà như thế dạo gần đây người ta dùng mạng xã hội quảng cáo như thế nhưng mà chúng tôi thì tôi thì không biết tôi cũng không quảng cáo qua những cách đó Họ bảo rằng là cách này thì cũng tốt thôi nhưng mà nó quá là nguyên thủy. Thế nên chúng tôi dạo này cũng quảng cáo qua mạng xã hội nữa. Thưa quý vị, ở một nơi mà tổ chức Cantata thì cần rất là nhiều tiền bởi vì ở Mỹ phí thuê hội trường rất cao. Phí thuê hội trường bình thường ở một nơi là khoảng 50.000 đô. Tính ra tiền Việt là hơn một tỷ, thêm một ngày thôi. Thực sự là quá vô lý phải không ạ? Thế nhưng mà có những hội thánh thì có thể gánh được, nhưng mà có những hội thánh thì không thể nào gánh được. Điều tôi muốn nói với quý vị là cho đến bây giờ vẫn chưa một lần nào chúng tôi không tổ chức căn ta được bởi vì không có tiền. Đức Chúa Trời một cách vô cùng kỳ diệu. Có một lần, đoàn trưởng của dàn hợp sướng khi mà đến những đêm hòa nhạc, không phải là đêm hòa nhạc của Krasat, những đêm hòa nhạc bên ngoài ạ, quý vị đã bao giờ đến xem chưa ạ? Không phải là mấy ca sĩ nhạc vàng đâu ạ, mà là mấy đêm hòa nhạc của điện nhé. Đến nơi đấy thì người ta sẽ cho những cái quyển khung chương trình. Khi mà mở khung chương trình thì nó chỉ có mấy trang thôi, giới thiệu về chỉ huy trưởng rồi thành tích các thứ, nhưng mà nó rất là dày. Vậy thì trong cuốn đó có những cái gì? Có tên của những người tài trợ cho buổi biểu diễn đó. Đoàn trưởng đã cho tôi ý tưởng đó. Tôi tham khảo ý tưởng đó rồi đến những cửa hàng nhỏ, <laughs> bảo rằng chúng tôi đang tổ chức một cái chương trình rất là lớn, có đến 10.000 người đến xem thì anh chị có muốn quảng cáo hay không? Một phần tư trang thì 6 triệu, nửa trang thì 12 triệu, cả trang thì 23 triệu, trang bìa trang cuối cùng thì 46 triệu. Ở New York tôi đã làm như vậy, làm kiển khung chương trình. Quý vị có biết tôi đã kiếm được bao nhiêu không ạ? 2 tỷ 3. Lần tôi kiếm được nhiều nhất là 3 tỷ rưỡi. Thế là khi mang cái quyển đó đến tôi cứ tưởng là cuốn danh bạn điện thoại bởi vì cho quá là nhiều quảng cáo vào. Nó dày như là cuốn danh bạn điện thoại. Khi mà đóng gáy thì cảm giác như là cái ghim nó sắp bung ra rồi. Chúng tôi làm cách đó rồi cũng chỉ cho các hội thánh địa phương các hội thánh địa phương cũng lấy quyển đấy về rồi cũng nhận tài trợ. Lần này chúng tôi định tổ chức Cantata nhưng mà giàn hợp sướng không xin được visa nên chúng tôi không tổ chức được. Nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, cũng xin tài trợ xong hết rồi thế nên tôi bảo rằng hãy trả hết tiền tài trợ cho người ta đi bởi vì chúng ta đã lấy tiền để biểu diễn nhưng bây giờ không biểu diễn thì là lừa đảo thế nên chúng tôi đi trả lại tiền tài trợ quý vị có biết siêu thị walmart không ạ à? nó là một chuỗi siêu thị lớn nhất tại mỹ mỗi năm thì trong thời gian nào đấy thì những nhà sáng lập walmart này là người tin chúa cho nên mỗi một năm họ dành ra bao nhiêu tiền để tài trợ cho các chương trình các đốc giáo nên chúng tôi được tài trợ từ siêu thị walmart rất nhiều tôi bảo là đi trả lại đi những nơi khác thì họ nhận lại nhưng mà riêng walmart bởi vì là mỗi năm thì họ đã hạch toán hết rồi, họ bắt buộc là phải tài trợ ngân lấy tiền. Này, các anh mang tiền trả lại cho chúng tôi làm gì phiền quá đi. Những đấy khác chúng tôi cũng trả. Thôi các anh mang về đi. Thế là các tôi tớ miệng cười rộng ngoác ra đến tận mang tay. Bởi vì mỗi lần họ tài trợ thì khoảng 200, 300, 400 triệu. Khi đem trả lại thì, ôi các anh mang trả lại chúng tôi làm gì? Chúng tôi đã tài trợ rồi. Đằng nào các anh cũng dùng vào cho Chúa Giêsu thôi mà. Thế là các tôi tớ khi làm chứng rất là hạnh phúc. Lý do vì sao tôi nói như thế này? Bởi vì tôi muốn nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời đã cho Mỹ rất nhiều điều kiện để có thể giao giảng tin lành. Châu Phi thì Chúa cho tấm lòng thấp. Nhưng mà Mỹ, bởi vì người ta không có tấm lòng thấp, người ta không lấy tờ rơi. Nhưng bởi vì lý do đó mà Đức Chúa Trời, khi chúng tôi học việc Chúa tại Mỹ, tôi nghĩ rằng là Đức Chúa Trời không cho chúng tôi bất cứ một điều kiện gì để giao giảng tiết lành. Tôi chỉ nhìn vào một cái đó thôi. Thế nhưng mà khi chúng tôi cứ làm việc, bởi vì Mỹ là một nước tin Chúa, nên trước những chương trình cơ đốc giáo thì chính phủ họ cũng rất là ủng hộ. Các doanh nghiệp cũng rất ủng hộ. Những điều này rất là có ích cho chúng tôi. Quý vị có hiểu không ạ? Và Đức Chúa Trời cũng liên tục cho chúng tôi những cách mới như là viết thư tay. Và các hội thánh ở Mỹ họ cũng rất là mở lòng khi chúng tôi tổ chức những cái chương trình như thế này hay là CLF. Thì hầu hết mọi người đều mở lòng. Các mục sư mà chúng tôi gặp thì hầu hết đều mở lòng với chúng tôi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều điều kiện để chúng tôi có thể giảng tin lành được. Nhưng mà vấn đề là gì? Này, Đức Chúa Trời chẳng cho mình điều kiện gì để giảng tin lành. Chúa chỉ cho mình đến Mỹ nếu mà cứ lấy tấm lòng đó ngồi một chỗ. Thì làm sao mà biết được những điều kiện mà Chúa đã chuẩn bị cho mình, những quyền năng mà Chúa sẽ ban cho mình bây giờ chúng ta ngồi một chỗ ôi mình đi ném tờ rơi người ta có lấy đâu người mỹ rất là cứng lòng người mỹ rất là xa cách với tin lành nhiều tiền là hỏng hết thôi nếu như mà bây giờ chúng tôi vẫn cứ ngồi im và suy nghĩ như vậy đức chúa trời đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều doanh nghiệp chuẩn bị rất nhiều hội thánh cho Chúa cũng chuẩn bị cho hàng ngàn hàng vạn người đến tham dự chương trình cantata thế nhưng mà nếu bây giờ ôi người ta cứng lòng quá phát tờ rơi mà chẳng lấy mình phát cả ngày mà chỉ được có 100 tờ ôi châu phi thích hơn nếu như mà tôi chỉ có ngồi nói như vậy không thôi thì những người đấy sẽ cảm giác như là những điều đấy nó rất là đúng nhưng mà nó có phải là sự thật không ạ có phải là sự thật không ạ nó không phải là sự thật thế nhưng bởi vì mục sư bảo là nên chúng tôi đã làm thực sự nó rất tốt cho việc giao giảng tôi cũng đã nói ở hàn quốc thì có rất là nhiều luật như là đây là chương trình văn hóa nghệ thuật nên chỉ được biểu diễn văn hóa biểu diễn nghệ thuật không được làm cái gì khác nhưng mà ở Mỹ, chỉ cần trả tiền thuê thì muốn bắn bi trốn tìm đánh trống thổi kèn, cũng không ai can thiệp. Các anh đã trả tiền thuê rồi muốn làm cái gì thì làm. Kiểu họ là như vậy. Thế nên, ở Mỹ, mở kinh thánh giảng ở trong chương trình Katata thì cũng không ai ý kiến gì hết. Với lại, những người đã không thích Chúa Giêsu thì họ sẽ không bao giờ đến Cantata. Chúng tôi quảng cáo những người không thích Chúa Giêsu thì không đến, chỉ có những người thích Chúa Giêsu đến thôi. Nên khi mà giảng, ai cũng thích đức chúa trời đã cho chúng tôi rất nhiều điều kiện để có thể giảng tin lành đức chúa trời đã cho tôi rất nhiều năng lực để có thể vượt qua được những việc này nhưng mà thưa quý vị nếu mà tôi chỉ ngồi một chỗ ôi không được đâu khó khăn quá lòng người ta cứng lắm việc này rất là khó không làm được nếu như mà tôi chỉ nhìn cái một cái hoàn cảnh nhỏ ấy. đấy và chỉ chìm vào trong đấy thôi thì đức chúa trời chắc đoạn chắn đoạn cũng sẽ cảm thấy đoạn rất, đoạn rất đoạn là đoạn bức bối này ta đã cho các ngươi năng lực ta đã cho các ngươi rất nhiều thứ giúp cho các ngươi ta đã cho các ngươi rất nhiều người có thể nghe ngôi lời thế mà ngươi chỉ ngồi ở một góc phòng, ôi không được đâu, không được đâu, không được. Sao Chúa không giúp mình? Sao Chúa lại cho mình đến nơi lòng người ta cứng cỏi thế này? Tôi cũng có một khoảng thời gian có tấm lòng như vậy, nhưng cái đó có thật sự là đúng hay không? Bởi vì lúc đấy tôi thấy lòng mình đúng nên tôi mới mang tấm lòng đó. Nhưng mà quý vị nhìn vào thì có thấy tấm lòng đó đúng hay không? Không hề đúng không hề đúng. Thưa quý vị, ở trong châm ngôn có một ngôi lời. Quý vị không cần tìm, tôi sẽ đọc cho. Châm ngôn đoạn 22 câu 13, kẻ biếng nhắc nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường. Bởi vì là lười. Đặc điểm của những người lười là tin bản thân. Người ta chỉ làm theo ý mình. Những người lười nói rằng, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường, thế nên tôi mới nằm ở trong phòng. Giống như vậy, đấy thấy, thấy, phát tờ rơi người ta có lấy đâu, truyền đạo người ta có nghe đâu. Thế nên, bây giờ tôi mới không làm gì được. Đấy là tấm lòng của những người lười. Đó là tấm lòng của những người tin bản thân. Thế nhưng mà, khi mà làm thử, Đức Chúa Trời liên tục mở cho chúng ta những con đường mới. Một điều vô cùng cảm ơn khi chúng tôi tổ chức cantata thì mời được cả các mục sư, các thị trường đến thì rất tốt, phải không ạ? Và ở Mỹ thì cũng có các bang, chúng tôi mời các thống đốc bang đến. Có phải mời thì họ đến hết đâu, không phải ai cũng đến. Nếu mà mời ai cũng đến hết thì sẽ không có cả chỗ ngồi. Nên chúng tôi cũng không bao giờ trông đợi là họ sẽ đến hết. Khi chúng tôi thuê hội trường 5.000 chỗ, thì chúng tôi phát 100.000 tờ rơi. Thì chúng tôi chẳng lẽ là mong chờ 100.000 người đến hay sao? Nếu mà 100.000 người đến thì chúng tôi sẽ khổ. Nên chúng tôi chỉ mong 5.000 người đến thôi. Khi làm như vậy, thì thống đốc bang cũng đến, nghị sĩ quốc hội cũng đến, nghị sĩ quốc hội đến, thì cũng có những người xem xong rồi về. Nhưng cũng có những người quan tâm, họ đến sớm đến sớm thì bắt đầu chúng tôi nói chuyện cho họ công việc của chúng tôi thì họ rất là kinh ngạc ôi giàn hợp sướng này toàn là người hàn quốc hay sao thế tổ chức chương trình thế này thì các anh lấy bao nhiêu tiền cắt xê giàn hợp sướng tất cả đều là cơ đông nhân họ đã dâng bản thân mình vì tin lành Thế nên, họ hát vì tin lành, họ không nhận thù lao. Những người Mỹ họ vô cùng kinh ngạc về việc làm một việc gì mà không lấy thù lao. Thế mà tầm cỡ thế này hay sao? Thế ngày mai các anh làm gì? Chúng tôi lại đến nơi khác biểu diễn, ngày nào chúng tôi cũng biểu diễn. Ngày nào cũng biểu diễn ở Mỹ hay sao? Thế là họ bắt đầu mở lòng, rồi gần gũi với chúng tôi. Thế rồi lần này, ở Minneapolis, có một mục sư người Myanmar tên là Chung Phi. Myanmar Tình hình Myanmar, Myanmar bây giờ không tốt bởi vì đang có đảo, đảo chính, phải không ạ? Mục sư này đã lấy vợ, lấy một chị em ở đó. Nhưng mà đại sứ quán họ cũng không giải quyết. Ở Myanmar họ cũng không giải quyết cho nên ba năm rồi vợ mục sư này không sang được. Thế là sau một hồi suy nghĩ, mục sư này đã tìm đến gặp thống đốc bang Minneapolis bởi vì đã gặp ở chương trình kandata ông thống đốc rất là vui và bảo rằng có việc gì khó khăn cứ đến gặp tôi Một sư này đến gặp thống đốc bang và bảo ba năm rồi tôi chưa được gặp vợ lấy vợ rồi mà không đưa được vợ sang đây thống đốc bang vô cùng ngạc nhiên vợ đang ở đâu vậy đang ở myanmar thế rồi thống đốc bang viết thư cho đại sứ quán ngay tuần sau người vợ được đến luôn mục sư đấy rất là cảm ơn tôi mà tôi cũng không biết tại sao lại cảm ơn tôi cho nên Đức Trời liên tục tạo ra những điều kiện để giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chúng ta thì, à, bây giờ việc này không làm được. Việc này đang khó khăn. Không được, không làm được. Đức Chúa trời đã chuẩn bị rất nhiều điều để cho chúng tôi có thể giảng tiết lành ở Mỹ và Chúa cũng cho tôi rất nhiều năng lực để có thể gánh vác được những việc này. Nhưng nếu mà tôi chỉ ngồi yên một chỗ, thì tôi sẽ không thể biết được Chúa đã cho tôi năng lực gì, Chúa đã chuẩn bị cho tôi những điều gì. Thế nhưng khi mà bước ra ngoài, thì thực sự tôi thấy có rất nhiều. Chúng tôi có rất nhiều chương trình, rất tốt. Hết tháng 10 là đến tháng 11, từ bây giờ chúng tôi chuẩn bị làm gì? Chúng tôi đang chuẩn bị nhóm bồi linh ở Dallas vào cuối tháng 11 cùng với một sư bao su. Các anh em chị em chỉ đến thôi. Còn chúng tôi phải chuẩn bị tập trung vào điều gì? Đấy là CLF. CLF. Nước Mỹ thì rất là rộng. Chúng tôi lấy Dallas làm tâm, sau đó đi đến các thành phố ở xung quanh Dallas trong phạm vi 78 tiếng đi ô tô để mời các mục sư CLF đến, bởi vì gần thì họ sẽ có thể đến, chứ xa thì hơi khó. Nên, nên từ tháng sau, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị. Các mục sư sẽ đi đến gặp các mục sư CLF rồi mời họ. À sau đấy thì Đức Chúa Trời khi mà họ đến Dallas, thì chúng tôi giới thiệu với các mục sư là tháng 4 sẽ có CLF, phải giới thiệu luôn. Khi họ đến CLF rồi, họ tham dự CLF rồi, thì giới thiệu gì? Giới thiệu cắm trại thế giới. Khi mà đi cắm trại thế giới về, thì giới thiệu Christmas Cantata. Đi Christmas Cantata thì lại giới thiệu chương trình ở Dallas. Chúng tôi cứ giới thiệu liên tục như vậy. Những mục sư hoàn thành lộ trình đó thì được đánh giá là gần bằng các mục sư ở thành chúng ta. Chẳng qua là hơi chậm thôi. Chứ gần như bằng các mục sư ở thành chúng ta rồi. Mùa hè này, chúng tôi cũng đã mời khoảng 100 người đến cắm trại thế giới Hàn Quốc. Cắm trại thế giới thì chỉ có một tuần thôi. Nhưng mà đi máy bay từ Mỹ sang thì mất khoảng 70 triệu. Nếu mà chỉ tham dự một tuần rồi về luôn thì quá là tích tiền phải không ạ? Nên chúng tôi luôn luôn suy nghĩ làm thế nào để cho họ cảm thấy không tiếc tiền. Vậy thì chúng ta đừng làm một tuần thôi. Hãy để cho họ ở lại đây thêm một tuần nữa. Nên chúng tôi đã làm ra chương trình tuần thứ hai. Một sư Cho ở đây cho lần này cũng được ơn. Mà dẫn họ đi du lịch, rồi dẫn đến phòng tắm hơi công cộng. Họ rất là kinh ngạc. Bởi vì tất cả mọi người đó đều cởi trần cởi chuồng hết. Đàn ông Mỹ họ cảm thấy rất là ngại khi cởi trần cờ chuồng như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người thì đều không mặc gì đi qua đi lại thì họ thấy rất là ngạc nhiên. Về đến nhà thì các mục sư họ cũng ngồi nói chuyện với nhau rất là rôm rả. Và chúng tôi lại giảng tin lành cho họ. Dạo gần đây ở Mỹ thì có trào lưu mới là trào lưu Hàn Quốc nên là các bộ phim Hàn Quốc, rồi là món ăn tteokbokki các thứ rất là nổi. Các hội thánh khác cũng tổ chức chương trình ngày Hàn Quốc. Tôi đến thì tteokbokki rất là chán nhưng mà người Mỹ họ không biết vị nguyên bản là như thế nào, nên họ tưởng rằng là à đây là vị nguyên bản ai cũng thích, bởi vì là họ xem ở trên phim, họ ăn thì họ cũng thấy là ngon. Thế là chúng tôi mời các bạn học sinh sinh viên đấy đến cắm trại thế giới Hàn Quốc. Cắm trại Hàn Quốc là cắm trại thế giới, cắm trại Hàn Quốc. Cho họ đến đầu tiên thì cho tham dự cắm trại thế giới. Tuần thứ hai thì tôi nhờ mục sư ở Hội Thánh Chân An. Các mục sư ở Seoul thì bận rồi. Rồi cho đi tàu điện ngầm đến Chân An, đi qua đi lại. Đến đấy giản tin lành rồi cũng cho họ đi tham quan cung Khang Quý vị đã bao giờ đi chưa? Tôi cũng chưa xem có cái gì để xem đâu, nhưng mà khi đi đến đấy thì họ rất là thích. À, chúng tôi bằng cách đó giảm tiết lành cho họ nhận sự cứu. Và các bạn học sinh, sinh viên đấy cũng được liên kết. Trong chương trình nhóm Bồi Linh Dallas lần này, thì chúng tôi có chương trình dành cho các anh chị em bình thường, các mục sư CLF và cắm trại tiếng Hàn Dallas chúng tôi mời họ đến tham dự chương trình cắm trại tiếng hàn nghe bài giảng những thời gian khác thì cho ăn mấy cái tóc chan chán chán đấy như vậy ở mỹ thì cũng có rất nhiều học sinh thổ dân da đỏ người da đỏ họ rất là nhiều vấn đề họ vốn là người gốc châu mỹ nên tôi bảo chúng ta hãy tổ chức cả cắm trại indian đi Thế là chúng tôi thêm một cái chương trình đấy vào nhóm bồi linh cho họ đến nghe bài giảng mục sư. Thời gian còn lại thì cho đào tạo tinh thần các thứ. Ở Mỹ thì bởi vì các học sinh có rất là nhiều vấn đề nên các giáo viên họ rất là quan tâm đến tinh thần. Chúng tôi cũng mời họ đến Dallas. Vốn dĩ Dallas là nhóm bồi linh là một chương trình nhưng mà mỗi một người là một đối tượng khác nhau. Các mục sư thì đến chương trình Slep. Các bạn học sinh thích Hàn Quốc thì đến cắm trại tiếng Hàn. Nhưng bạn học sinh Indian thì đến tham dự cắm trại Indian rồi tiếp theo là gì nhỉ? Các giáo viên thì đến tham dự chương trình đào tạo tinh thần. Tôi cho tất cả buổi sáng đến nghe bài giảng mục sư, buổi tối nghe bài giảng mục sư, còn thời gian còn lại thì chương trình riêng. Tổ chức một chương trình nhóm bổ linh mà thành đến 4 năm chương trình. Thế nhưng mà rất là tốt. Khi mà tổ chức như vậy thì người ta lại nhận sự cứu. Thưa quý vị, khi chúng tôi phát một trăm ngàn tờ rơi thì cũng không mong chờ một trăm ngàn người sẽ đến. Chúng tôi cũng không mong chờ mọi người sẽ đến hết, nhận sự cứu hết. Nhưng họ cứ đến, mở lòng, lần sau lại đến, lần sau lại đến nữa mà vẫn chưa nhận sự cứu thì lần sau lại đến. Thì thật sự là cuối cùng sẽ nhận sự cứu. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị rất là nhiều điều để cho chúng tôi có thể giảng tiết lành, có phải không ạ? Thế mà Tôi lại không biết điều đấy bởi vì sao? Bởi vì tôi chỉ ngồi im ở trong phòng. Thế thì Đức Chúa Trời chỉ cho một mình tôi rất nhiều năng lực, rất nhiều con đường để giả tiết lành thôi hay sao? Quý vị đang ngồi ở đây thì... À, các ngươi thì ta không quan tâm Chúa có nói như vậy với quý vị hay không? Nếu như mà quý vị không biết, Quý vị thì, ôi tôi không được đâu, tôi thiếu sót mà, tôi yếu đuối mà, tôi không làm được. Bởi vì quý vị đang mang những tấm lòng như thế này nên Chúa không thể làm việc được. Ngày nay, chúng ta đã đọc ngôi lời trong răng đoạn 6. Ở trong này, có những lời của Philip và có những lời của anh Rê. Những cái lời này rất là giống tấm lòng của tôi. Ở trong này nói rằng, Philip bảo rằng, Philip trả lời rằng, tôi xin lỗi, câu 7. Philip thưa rằng, 200 đơn nhiên bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Philip, Chúa giê đã phán thế nào ạ? À? Câu này nghĩa là gì? Làm thì có tác dụng gì đâu. Đằng nào vẫn thiếu. Tôi phân tích thế này có được không ạ? Quý vị mệt rồi phải không? Quý vị vui lắm phải không ạ? À, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi có thể hiểu được 100%. Thưa quý vị, Philip thưa rằng 200 đơn nhiên bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Tấm lòng của Philip ẩn giấu sau câu này là gì? Ôi làm có tác dụng gì đâu, đằng nào cũng thiếu mà. Làm để làm gì, đằng nào cũng có được đâu. Đằng nào chúng ta làm rồi, cũng không thể nào cho người ta ăn đủ hết. Đấy là tấm lòng của Philip. Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị có tấm lòng như thế này hay chưa? Tôi đã có rất nhiều. Ôi, cái người này cứng lòng quá. Giản tiết lành làm gì? Đằng nào thì cũng cứng làm như thế lại bảo mình thế này thế nọ. Ôi, làm cái việc này làm gì, đằng nào làm xong. Chỉ mệt thôi, có được cái việc gì đâu. Tấm lòng như vậy. Tôi đã có tấm lòng như vậy rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nói với Chúa Giêsu rằng, Chúa ơi, 200 đơn y bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Nhưng tôi đã có rất nhiều lần mang tấm lòng này mà trả lời với Chúa. Thế nhưng, anh Rê ở đây nói thế nào ạ? À? Câu 9, đây có một đứa con trai, còn <laughs> 5 cái bánh mì nha và hai con cá. Nhưng đông người rừng này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Tôi không biết giải thích thế nào. Tấm lòng của anh Rê là Chúa Giêsu ơi. Quý vị hãy nhìn vào đây nhé. Có 5 cái bánh và hai con cá năm cái bánh và hai con cá này nhưng nếu mà để cho năm ngàn người ăn thì thực sự nó chẳng đáng bao nhiêu phải không ạ thực sự nó chẳng đáng bao nhiêu nhưng mà trong lòng của philip thì xin lỗi trong lòng của anh rê thì nói rằng nhưng đông người rừng này thì ngần ấy có thấm vào đâu chúa Giê-xu ơi năng lực của tôi thì chẳng có gì hết nhưng mà Chúa Giêsu mặc dù năng lực của tôi không phải là zero nó chẳng là gì hết việc của tôi nó chẳng giúp ích được gì hết nhưng anh đây vẫn mang ra trước mặt Chúa Giêsu đúng rồi Chúa Giêsu ơi người này thực sự rất cứng lòng người này thực sự không có tấm lòng muốn nghe tin lành chút nào con không thể nào lay chuyển tấm lòng người đó được nhưng mà có thể mang cái tấm lòng của mình đấy ra trước mặt Chúa tôi không biết giải thích nhưng mà quý vị có hiểu không ạ không cần hiểu cũng được ạ bởi vì là thời gian vẫn đang trôi. Chỉ còn có 5 phút nữa thôi. <laughs> Hết 5 phút thì tôi có thể kết thúc bất cứ lúc nào và sẽ biến mất. Quý vị có hiểu lời tôi không? À, mỗi khi tôi gặp phải một sự việc gì, ôi làm làm gì có được gì đâu. Phát tờ rơi làm gì người ta có lấy đâu. Nhận tờ rơi làm gì rồi có đến đâu. Tôi có tấm lòng như vậy. Tấm lòng đấy sẽ dẫn dắt tôi đến đâu? Dẫn dắt tôi đến đâu ạ? À? Có được đâu. Thế thì tôi sẽ không bước ra ngoài. Tôi sẽ không thể thấy được những gì mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi. Không thể nhận được năng lực mà Chúa ban cho tôi. Không thể nhận được rất nhiều điều mà Chúa đã ban cho tôi. Đấy, Chúa có giúp đâu, thấy chưa? Bắt đầu tôi sẽ bất tin vào Chúa. Thưa quý vị, tôi rất mong quý vị có thể có được tấm lòng giống như anh Ray. Chúa Giêsu ơi, cái này chẳng là gì hết, nó chẳng thấm vào đâu. Câu đấy có nghĩa là sao? Chúa Giêsu ơi, cái này chẳng thấm vào đâu, cái này không đáng gì nhưng mà con muốn dâng lên cho Chúa. Chúa Giêsu ơi, con nói chuyện với người này, người này rất là cứng lòng và rất là ghét Chúa Giêsu. Chỉ cần nhắc đến Chúa Giêsu, là mắt như bốc lửa. Nhưng mà con nói gì nữa Nhưng mà Chúa ơi Lời của con thì đâu có thể thay đổi được người này Rồi chúng ta ra trước mặt Chúa Thưa quý vị Chúa giê -xu không yêu cầu năng lực từ nơi quý vị Mà Chúa vui lòng về tấm lòng giống như anh Rê Đằng này, việc này cũng là việc mà ta sẽ làm thôi. Khi mà chúng ta bước ra, Chúa cho gặp được các mục sư, cho gặp những người giúp đỡ, và cũng gặp được những người có thể tài trợ cho, gặp được người này, gặp được người kia. Khi làm việc, thực sự vô cùng tuyệt vời. Ban đầu thì khó khăn, nhưng mà khi tổ chức Cantata, thì Cantata được tổ chức, tổ chức nhóm Bồi Linh, mời các mục sư đến CLF, rồi lại mời họ đến Hàn Quốc. Khi mà nhắc đến Hàn Quốc thì ai cũng thích đi. Nhưng mà không phải ai bảo đi là sẽ đi hết mà chỉ có những người mua về máy bay thôi. Có một hôm tôi thấy 100 người đăng ký nhưng mà không có lấy một người mua về máy bay. Thế là tôi đưa cho các tôi tớ cầm máy tính đi. Tôi bảo là Cầm cái này đi gặp các mục sư rồi đặt về máy bay luôn cho họ. Có những mục sư tức giận, nhưng cũng có những mục sư đành phải mua vé. Mua vé rồi thì không cần đến được, bởi vì đằng nào họ cũng sẽ đến thôi. Khi họ đến, thì một điều tôi vô cùng cảm ơn. Hội Thánh Hàn Quốc thực sự là cái gốc, cái dễ, cái dễ để cho Hội Thánh ở Mỹ, Hội Thánh trên toàn thế giới có thể đứng được. Khi các mục sư đến Hàn Quốc, thì họ đều mở lòng hết. Họ đến Hội Thánh Hâm Bắc, Họ nhìn vào tòa nhà thì bảo rằng đây là hội thánh của ai? À, đây là hội thánh của một học trò của một sư bác. Cho họ đến hội thánh Căng Nam tham dự cắm trại thế giới. Rồi tiếp theo, cho đến những hội thánh lớn như là hội thánh Hambat và các anh em chị em hội thánh chúng ta thì cũng rất là hiếu khách phải không ạ người mỹ thì dù bố mẹ có đến nhà thì họ cũng không cho bố mẹ ngủ phòng của mình luật của mỹ là cho phép dùng súng bắn những người vào nhà mà không được phép có nghĩa là họ rất là bảo vệ cái nhà của mình nên họ không bao giờ nhường phòng ngủ của mình cho ai nhưng mà chúng ta thì ai cũng nhường cho hết thế nên họ làm sao lại có thể tiếp đãi chúng tôi như vậy hàn quốc thực sự là cái dễ của chúng tôi anh chị em ở hàn quốc đã hy sinh dâng bản thân mình cho tin lành anh chị em có thể là không đi thì không biết nhưng mà thực sự đó là những trái rất lớn khi mà họ quay trở về mỹ họ mở đến mức không còn gì để mở nữa họ đồng hành cùng với hội thánh. Khi nghe một sư bác đến, thì họ còn căng thẳng hơn cả chúng tôi. Bởi vì là trước chương trình Katata thì một sư còn có xe dành cho các mục sư. Họ rất là hết lòng giúp đỡ. Thưa quý vị, Chúa giê không đòi hỏi nhiều từ quý vị. Ta ở cùng ngươi. Chúa mong chúng ta lấy đức tin mà bước đi. Này, ngươi phải đặt chân đi thì ta mới làm việc được chứ. Không đặt chân bước đi thì làm sao mà ta làm việc được. Thế nên, dù là một việc nhỏ nhất, nếu đặt 5 cái bánh và hai con cá trước 5.000 người, thì chẳng khác gì là một hạt bụi. Nó chẳng đáng cái gì hết. Nhưng mà anh Vê Ma lên trước mặt Chúa, Chúa ơi, nhưng ngày này có thấm vào đâu? Tôi cứ nghĩ thì thấy vô cùng được ơn. Đúng rồi, Chúa ơi, Ngần này có thấm vào đâu? Nên mới ra trước mặt Chúa. Khi ra trước mặt Chúa rồi, thì Chúa cho 5.000 người ăn xong, còn thừa. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng mong muốn làm những sự việc y như vậy trên đời sống của chúng ta quý vị phải nhớ <laughs> rõ điều đó nếu như mà chúng ta mang tấm lòng của philip để làm việc thì chúng ta không thể nào mà mong chờ chúa làm việc gì được làm thì có được gì đâu Tấm lòng đó, Đức Chúa Trời không à, thể làm thì, được gì. Chúa, Chúa ơi, mà, người, này người này thực sự rất cứng lòng. Dù con có nói một, một nói câu hay nói một tiếng gì? thì có thể lấy chuyển được lòng của người ta đâu. Thế nhưng, Chúa ơi, chúng ta chỉ cần mang cái đó ra trước mặt Chúa thì Chúa sẽ làm việc một cách kỳ diệu qua quý vị. Thực sự, quý vị cũng không mong sẽ có một cơ hội này lại lần thứ hai. Phải không ạ? Cả hai bên chúng ta. Thế nhưng, Hội Thánh Hàn Quốc đặc biệt là Hội Thánh Căng Nam. Hội Thánh Bao là Hội Thánh Mẹ là cái dễ. Tôi không phải là muốn định anh chị em mai tôi đi rồi có liên quan gì đâu. Vì tôi không phải nói cho anh chị em vui. Mà thật sự, anh chị em đã hết mình vì Chúa, hy sinh vì Chúa. Những cái điều đó không phải là vì Hội Thánh Căng Nam mà là đang vì Tôi cái này có thể chắc chắn, đang vì hội thánh trên toàn thế giới đang ảnh hưởng rất lớn đến hội thánh Mỹ. Rất nhiều người đang đứng trên những sự hy sinh này. Tôi mong anh chị em hãy nhớ lấy điều đó. Tôi mong anh chị em không lấy tấm lòng của Philip mà lấy tấm lòng của anh Rê Chúa mặc dù thiếu, mặc dù cái này chẳng là gì hết. Thế nhưng, cái này thì có tác dụng gì đâu. Thế nhưng, khi chúng ta mang cái đấy ra trước mặt Chúa, thì Chúa sẽ làm việc một cách kỳ diệu qua chúng ta. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa chẳng sống chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, Philip và anh V cùng được đào tạo trong Chúa Giêsu, nhưng mỗi tấm lòng thì có một độ sâu khác nhau chúng con thời gian qua luôn có tấm lòng giống như philip làm để làm gì có tác dụng gì đâu mình có năng lực gì đâu mình thiếu sót mà chúng con cứ ở trong hoàn cảnh và sự phần nàn đó nhưng chúa thay đổi tấm lòng của chúng con giống như anh rê mặc dù cái này chẳng đáng gì hết nhưng chúa ơi, con xin dâng lên cho ngài xin chúa dẫn dắt cho chúng con có thể ra trước mặt chúa cho chúng con ở trong Chúa, nhận được những phước và những gì mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con những thời gian quý báu này. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn.